Chào mừng quý vị đến với kênh Khám phá lịch sử. Ngọc Mai đây, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay ngược thời gian, trở về giai đoạn lịch sử đầy biến động sau chiến tranh thế giới thứ hai để tìm hiểu về mối quan hệ phức tạp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tôi luôn tự hỏi, tại sao sau khi cùng nhau chiến đấu chống phát xít Nhật, hai nước lại trở thành đối thủ trong một cuộc chiến tranh kéo dài? Điều thú vị là câu chuyện này giống như một vở kịch với đầy đủ các cung bậc cảm xúc, hợp tác, hiểu lầm, xung đột và cuối cùng là hòa giải. Tôi là Trần Trọng, nhà sử học chuyên nghiên cứu về quan hệ Việt Mỹ. Ngọc Mai có biết rằng Hồ Chí Minh từng gửi thư cho tổng thống Truman bày tỏ mong muốn hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ không? Thật sao? Tôi cứ nghĩ ngay sau chiến tranh hai nước đã có những bất đồng sâu sắc rồi chứ. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Câu chuyện bắt đầu từ sự hợp tác giữa Việt Minh và OSS trong chiến tranh thế giới thứ hai. Tôi còn nhớ đã đọc được những tài liệu về việc các sĩ quan OSS huấn luyện du kích Việt Minh sử dụng vũ khí hiện đại. Hình ảnh ấy cho thấy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai bên. Nhưng sau đó, bối cảnh thế giới thay đổi, chiến tranh lạnh bắt đầu và mọi thứ đã khác. Tôi hình dung lúc đó chính phủ Mỹ chắc cũng phân vân lắm, một bên là lý tưởng độc lập dân tộc, một bên là nỗi lo về chủ nghĩa cộng sản. Đúng vậy, bên trong chính phủ Mỹ lúc bấy giờ có hai luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng nên ủng hộ Việt Nam độc lập hợp tác với Hồ Chí Minh, họ tin rằng đây là lựa chọn thực tế, phù hợp với xu thế toàn cầu. Vậy luồng ý kiến còn lại thì sao? Luồng ý kiến thứ hai lại phản đối việc ủng hộ một Việt Nam do người cộng sản lãnh đạo. Họ lo ngại về sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản tại Đông Nam Á. Và cuối cùng, Mỹ đã chọn con đường thứ hai, ủng hộ chính phủ Bảo Đại. Thế nên thật sự tế Họ tin rằng việc ủng hộ Bảo Đại, dù là một chính phủ bù nhìn, vẫn tốt hơn là để Việt Nam rơi vào tay cộng sản. Họ cũng muốn bảo vệ lợi ích của Pháp, một đồng minh quan trọng ở châu Âu. Đó là một canh bạc đầy rủi ro và kết quả là một cuộc chiến tranh kéo dài hàng thập kỷ, thật đau lòng. Đúng vậy. Mỹ đã đánh giá thấp sức mạnh của lòng yêu nước và khát vọng độc lập của nhân dân Việt Nam. Đây là một bài học lịch sử rất đáng suy ngẫm. Qua câu chuyện này, tôi nhận ra rằng việc thấu hiểu lịch sử là vô cùng quan trọng. Cảm ơn ông Trần Trọng đã chia sẻ những kiến thức quý báu này. Cảm ơn Ngọc Mai và quý khán giả đã lắng nghe. Quý vị đừng quên đón nghe những câu chuyện lịch sử thú vị khác trên kênh Khám phá lịch sử. Xin chào và hẹn gặp lại. Rough